Sáng nay ngày 22 tháng 11, Công an Đà Nẵng và Ngân hàng chi sách Xã hội chi nhánh thành phố phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố, từ đến cuối tháng 9, Tổng dư nợ tiến dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 4.500 tỷ đồng, với hơn 84.600 khách hàng còn dư nợ nơi quá hạn gần 1,3 tỷ đồng hoạt động tiến dụng chính sách trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo. Ngoài tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm giao dịch lưu động, công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo công an xã phường cử lực lượng tham gia tổ hỗ trợ rà soát xử lý nợ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, xử lý các khoản nợ quá hạn, thực hiện tốt chương trình tín dụng hoàn lương theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín dụng đen, tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống tín dụng đen, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng kinh sát xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động cho vay, đặc biệt triển khai có hiệu quả quyết định 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.